ra cái việc giúp đỡ mọi người đó là chuyện tự nhiên thôi. Cái người đào hoa tự thân họ đôi khi họ chả có làm gì hết, nhưng mà mọi người vẫn cứ thích thôi. Dạ đấy, là ảnh nó im lặng mọi không người đó. Vẫn cứ thích thôi. Dạ. À, nhưng mà chúng ta phải hiểu điều này ạ. Khi mà chúng ta lập gia đình thì chúng ta đặt lên, nhấc lên, đặt xuống, chọn mãi mới được một cái người đàn ông để mình lấy làm chồng. Thì chắc là các cô cũng đã trải qua cái thời kỳ đó phải không ạ? Vậy khi lấy chồng thì các cô có thích chồng mình đẹp trai này, giỏi này, xuất sắc này, có không ạ? Có ạ. Dạ vâng. Đó là hai ông ngồi sói ca là thích ạ. Dạ vâng. Tức là rất là thích phải không ạ? À, thế nhưng mà khi mà lấy chồng rồi thì lại bắt đầu sao ạ? Lo lắng. Dạ. Tôi nghĩ tích cực hơn. Nếu như mà các cô mà lấy một người chồng mà đi ra đường chả ai dòm ngó, tôi theo các cô buồn về buồn phát khóc rồi đấy. Phải không ạ? Ê, cho nên trước hết là mình phải tự tin và mình thấy hãnh diện khi mình đi bên một người chồng mà hào hoa phong nhã lịch lãm. Đó là một cái điều đáng vui chứ sao lại buồn. Ê, cho nên cứ không phải là cái người đào hoa là phải đi tìm người khác đâu, mà tự bản thân người đào hoa nó toát lên một cái phong thái, một cái phong cách mà hấp dẫn lôi cuốn một cách tự thân để cho mọi người người ta đến vây quanh cái người đàn ông đấy. Tôi thì tôi đồng ý với các vị khách mời hôm nay. Thì cái nguyên nhân thì tôi nghĩ rằng cái đào hoa người ta đâu có mong muốn. Nhưng mà trong cái giáo dục gia đình, rồi cái phát triển nhân cách của từng người, rồi khi họ trưởng thành trong cái môi trường nghề nghiệp của họ, thì chắc chắn nó có ảnh hưởng và nó có hình thành lên những cái gọi là cái mối quan hệ giao tiếp. Chú Việt làm một cái môi trường nó rất là phức tạp, rất là nhạy cảm. Nhưng mà cô ấy lại bảo rằng là rất là gương mẫu, không có hề có một cái dao động gì và tối nào cũng ngủ ở nhà. Thế là về không có bỏ bê gia đình. Hoặc là ngược lại như là cô Chính cũng minh họa rất là rõ. Thì tôi thấy rằng là mình đừng đi tìm cái nguyên nhân của cái sự đào hoa, mà là mỗi một người. Và tôi hoàn toàn đồng ý rằng phụ nữ cũng rất là đào hoa, chứ không phải chỉ có đàn ông. Bởi vì á, bản thân cái người đó họ tỏa ra một cái sức hút kỳ lạ như tôi vừa nói ở trên. Tức là mỗi một người phụ nữ hay là đàn ông, mà tại sao chúng ta cứ nói đào hoa là cứ nghĩ tới đàn ông, là bởi vì cái vế sau ta sẽ phân tích tiếp cái hậu quả của cái việc đào hoa nó như thế nào. Thì cái việc mà đi tìm nguyên nhân để làm gì, bởi vì cái quan trọng là mỗi một người chúng ta, tôi cầu mong tất cả các cô chú, các bạn theo dõi chương trình của chúng ta, mỗi người đều là những người đào hoa. Bởi vì những người đào hoa có phong cách lịch lãm, có một cái đời sống tốt, có một cái khả năng, có một tài năng khiến cho mọi người hâm mộ. Tất cả chúng ta nếu như chúng ta thực sự được rèn giũa, tự mình phát triển cái tài năng, cái nhân cách của mình, thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đào hoa cả. Vừa rồi các cô chú đã minh họa rất là rõ. Tức là các cô chú thừa nhận là phụ nữ cũng đào hoa và nam giới cũng đào hoa. À, chúng ta hiểu được cái điều này để mà mình trân trọng nếu như mình được gọi là người đào hoa. Và mình phải cảm thấy mình đáng yêu và mình tự hào về cái chuyện đó. Tuy nhiên thì cái hậu quả của cái việc đào hoa đấy, nó sẽ đem lại những cái hệ lụy khi chúng ta có vợ hoặc có chồng đào hoa. Ở đây thôi thì các chú có thông cảm. Nam giới thì nó coi vậy đó, nhưng mà dễ lưu siêu hơn. Cho nên là chúng ta, nếu chúng ta không biết gọi là cái ứng xử với nhau, thiếu tôn trọng nhau, thì chúng ta có thể đẩy một cái bước nữa là chúng ta tan nhà nát cửa. Một điểm khác nữa là nếu chúng ta không biết giữ mình thì nam giới vẫn có thể có thêm những cái mối tình bên ngoài. Và đôi khi đó là muốn gỡ cũng gỡ không được, muốn thoát thoát cũng không xong. Ở phụ nữ chúng ta cho đến ngày nay thì phải nói rằng phụ nữ Việt Nam cũng rất là chuẩn mực. Tuy nhiên thì cả nam hay nữ, chúng ta thấy cái hệ quả của đào hoa, nếu chúng ta không dừng lại kịp lúc thì có khi bản thân cá nhân mỗi người, nam hay nữ cũng đều có mất mát. Chứ đừng nói là chỉ có nam giới là không mất mát, mà chỉ có nữ giới mất mát. Chúng ta mất hết, trước hết là mất nhân cách, mất cái uy tín của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta làm mất cái sự tin cậy của những đứa con trong gia đình. Ở đời quan trọng nhất là niềm tin, mà tự mình đánh mất cái niềm tin thì còn ai tin mình nữa. Còn nếu như ngộ nhận, cái hậu quả của ngộ nhận có,
Và đôi khi chúng ta vui vẻ quá. Tôi đã thấy rằng có nhiều cặp vợ chồng phê phán rằng là cô ấy ăn mặc nó thoáng mát quá, rồi cô ấy cởi mở phóng khoáng quá, vân vân. Thế thì nhiều khi ông chồng bực bội thì cũng có những cái điều đó. Đôi khi đó là những cái chỉ là một chút thôi, nhưng nếu như có vợ có chồng nhắc nhau thì chúng ta có thể có những cái điều chỉnh kịp thời. Còn nếu không thì những cái nho nhỏ đó đôi khi nó làm chúng ta có thể thiêu rụi cả một cái gia đình. Nãy giờ tôi thấy thế mạnh của các cô ở đây ai cũng xinh đẹp. Không biết các cô nói là các cô không đẹp rồi các cô cứ lo các cô già, chứ tôi thấy các cô rất là đẹp. Đẹp theo tuổi của mình. Trước hết là phải tự tin cái điều đó. Và một cái điểm tự tin nữa đó là mình là mẹ của những đứa con. Mình đã sinh ra cho họ tộc hai bên những người con. Và mình đã nuôi dạy các cháu ngoan ngoãn thành người. Đó là một cái thế mạnh của mình. Đó là một cái tự tin vào bản thân của mình. Ở đây đó thì các chú chẳng làm gì sai. Chính bản thân các chú cũng khẳng định rằng mình có vị trí trong xã hội. Mình mang tiếng đào hoa phong nhã mà mình lại làm mất đi cái hình ảnh của mình, mất đi cái danh dự của mình, thì đấy là cái hậu quả lớn nhất. Vậy thì đừng bao giờ chúng ta có một cái vượt ranh giới. Chúng ta có một cái sự chuẩn mực. Và mỗi người tự đặt chuẩn mực cho mình. Khi chúng ta có vợ, có chồng, chúng ta có hai người để chúng ta luôn luôn nhắc nhau. Nhắc nhau là sao ạ? Tới đây là dừng được rồi anh, tới đây là dừng được rồi em. Cái này mà quá đi chút nữa là không được ạ. Và vì vậy cho nên chúng ta có hai trái tim, hai khối óc. Và chúng ta yêu nhau, càng yêu nhau thì chúng ta càng ghen. Nhưng mà cái ghen đó là gì? Để cho chồng và vợ lúc nào cũng tự hào. Cho nên hơn bao giờ hết, cái giải pháp khi chúng ta có người bạn đời đào hoa thì trước hết chúng ta cũng phải trở thành người đào hoa. Bởi vì rõ ràng rằng là chúng ta phải có một sự tương xứng với nhau. Nhưng cái đào hoa đó đem lại cái niềm tin yêu, một cái sự hạnh phúc hơn cho gia đình, một cái niềm tự hào. Đi đâu cũng thấy người ta khen vợ thì các chú có nở ruột không ạ? Nở từng khúc ruột. Và nếu ngược lại người ta khen người chồng của mình thì mình cũng vui. Cho nên hãy làm sao đó luôn luôn tự tin và luôn luôn nhắc nhở nhau. Nếu như chúng ta cảm giác có một chút nắng nó rọi vào trong nhà thì chúng ta làm sao cho nó cái ánh nắng nó ấm, chứ không phải là ánh nắng nó để nó thiêu rụi cái hạnh phúc gia đình. Đấy là một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau, chúng ta càng thích chọn những người đào hoa tài năng thì chúng ta phải ra sức để trở thành một người đào hoa để cho hai người cùng giữ nhau. Quý vị có thể theo dõi lại thông tin trên kênh fanpage 1001 chuyện và có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe.